vào năm 1959, Sentat Rusta Thulin là một kỹ sư người Thụy Điển đã phát minh ra chiếc túi ni lông hiện đại với hy vọng cứu trái đất. Có lẽ điều này sẽ khiến các bạn kinh ngạc đúng chứ và cũng rất khó tin, nhưng điều này đúng là như vậy. Từ lúc ra đời cho đến nay, loại vật này đã được tỏ ưu thế vượt trội của mình và nhanh chóng phủ sóng hầu hết trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, dịch vụ và đời sống xã hội như nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và đặc biệt là ngành sản xuất túi ni lông. Tuy nhiên, cha đẻ của nó cũng không thể ngờ rằng một chiếc túi ni lông lại có thể là gây hại môi trường. Ông phát minh ra túi ni lông nhằm giải cứu thế giới, nhưng hiện nay nó lại trở thành những vấn nạn lớn nhất mà cả trái đất và đại dương phải đối mặt.